Bên em vừa mới thông báo là sẽ có một dự án Low Pool mới, và những cái dự án Low Pool mới đây như là Meme, NTRN, Cyber hay là Say thì đều đang có sự tăng trưởng rất là ấn tượng. Và liệu rằng cái dự án mới lần này đó chính là dự án Fusionist với mã thông báo là ACE có đạt được cái sự tăng trưởng tốt ngay từ đầu khi mà mới Low Pool ở trên sàn Binance hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở video này để mọi người có thể là biết về cái dự án này cũng như là chúng ta nắm được những cái thông tin liên quan trước khi mọi người quyết định là có nên đầu tư vào cái dự án này khi mà nó lít sàn hay không nhé. Thì cái dự án này nó có đặc biệt một chút là ngoài việc được Low Pool ở trên sàn Binance thì nó còn được lên Zoomstar ở trên sàn OKX nữa. Và mình sẽ nói qua một chút về cái thời gian diễn ra Low Pool cũng như là Zoomstar ở trên hai sàn này để mà mọi người nắm được chúng ta có thể tham gia stake những cái đồng token để chúng ta nhận được cái đồng ACE miễn phí nhé. Thì thời gian diễn ra Zoomstar ở trên OKX sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng UTC ngày 13 tháng 12 năm 2023 đến ngày là 18 tháng 12 năm 2023 nhé. Và mọi người có thể là stake BTC hoặc là OKB. Thì OKB là cái đồng token của sàn OKX đấy. Thì chúng ta stake hai đồng này chúng ta có thể là nhận được miễn phí cái đồng ACE nhé. Thì cái thời gian là mình vừa thông báo với mọi người rồi đấy. Còn ở trên sàn Binance thì cái thời gian nó sẽ diễn ra là từ 0 giờ UTC ngày 13 tháng 12 đến là ngày 18 tháng 12 năm 2023 nhé. Và trên sàn Binance thì mọi người có thể là stake BNB và FUSD để mọi người có thể nhận được cái đồng ACE này miễn phí nhé. Thì cái phần thưởng nó sẽ được phân bổ vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 và cái thời gian lít sàn sẽ vào khoảng là 6 giờ UTC nhé. Thì mọi người có thể là căn cứ cái thời gian này để mà mọi người có thể là vào giao dịch, cũng như là nếu mà bạn nào mà có tham gia Low Pool hoặc là Zoomstar các bạn nhận được token thì các bạn có thể là căn các bạn bán lúc mà nó lít sàn nhé. Chúng ta sẽ đi đến với cái phần là nói về cái dự án mới lần này. Thì cái dự án này nó có tên là Fusionist. Thì đây là một cái dự án về game nhé. Thì game thì chắc là các bạn cũng biết rồi, thì mình cũng sẽ không nói quá nhiều về cái dự án này nữa. Mọi người có thể là lên trang chủ của nó cũng như là mọi người tìm hiểu ở trong cái Binance Research ấy, thì nó cũng có sẽ rất là đầy đủ luôn nhé. Và về game thì chúng ta sẽ thấy là cái thời gian gần đây ấy, thì các cái quỹ đầu tư vẫn tiếp tục đổ rất là nhiều tiền vào những cái dự án về game. Thì cái game phai ở cái mùa năm 2021 thì cũng đã tăng trưởng rất là ấn tượng rồi đúng không? Và sau khi mà thị trường nó bước vào downtrend thì bây giờ game nó đang được khởi động lại. Và cái thời gian vừa qua thì mọi người cũng thấy là một số những cái dự án game này nó cũng có sự tăng trưởng rất là tốt. Và cái dự án mới lít gần đây ở trên sàn OKX, cái dự án đó có OKX đầu tư luôn, đó là cái dự án Big Time ấy, thì chắc là mọi người cũng biết tăng trưởng rất là tốt luôn. Và bây giờ Binance lại Low Pool một cái dự án về game nữa và cũng có Zoomstar ở trên sàn OKX luôn, thì mọi người thấy rằng là game thì đang được rất là nhiều bên chú ý cũng như là có khả năng là nó sẽ tăng trưởng rất là tốt ở trong cái thời gian tới. Thì đây là một cái dự án mà chúng ta cũng nên là chú ý, cũng như là cái mảng game này như mình cũng đã nói ở một vài những cái live stream trước đây ấy, thì GameFi sẽ luôn luôn là một cái mảng mà nó dễ thu hút người vào thị trường này nhất. Do đó thì chúng ta không thể bỏ qua được cái mảng game này khi mà chúng ta đầu tư crypto đúng không? Rồi thì quay trở lại với cái dự án ACE này nhá. Thì đây là một cái dự án game nó được đánh giá 3A luôn. Thì dành cho bạn nào chưa biết, 3A nó là viết tắt của ba cái từ như là a lot of money tức là nhiều tiền này, A thứ hai là a lot of time tức là đầu tư nhiều thời gian để mà thiết kế cũng như là xây dựng này, và cái thứ ba đó là a lot of resource tức là nguồn nhân lực rất là nhiều để mà có thể là phát triển những cái dự án game này. Nên là những cái dự án mà 3A này này thì nó thường là được đầu tư rất là chỉnh chu và bài bản ấy. Nên là cái dự án này chúng ta cũng có thể hy vọng nó sẽ có thể là phát triển lâu dài cũng như là có cái tiềm năng tăng trưởng để mà chúng ta có thể là cân nhắc đầu tư. Còn đầu tư hay không hay là đầu tư khi nào thì chúng ta cũng sẽ phải là xem thêm nhé. Rồi thì đây là một cái dự án kết hợp giữa trò chơi và blockchain được rồi này, nó được đánh giá là 3A luôn. Và cái dự án game này thì nó có một cái mạng riêng luôn nhé, có tên là Endurance này luôn này, chứ không phải là chạy trên một mạng nào cả. Thì chứng tỏ là cái dự án cũng như là team nó phát triển rất là bài bản và nó có định hướng là đi lâu dài nhé. Và kể từ khi Endurance này ra mắt vào tháng 1 năm 2023, nó đã tích lũy được 1,8 triệu ví giữ mã thông báo và vượt quá 100 triệu giao dịch. Thì mọi người cũng thấy là cái con số nó thống kê cũng rất là tốt đúng không? Và cái use case của mã thông báo ACE như sau này. Thứ nhất là chi tiêu và thu nhập ở trong trò chơi này, mọi người có thể là dùng để mua vật phẩm hay vé giải đấu, phần thưởng các thứ nhé. Và cái thứ hai đó là tương tác trong hệ sinh thái nhé, được sử dụng để người dùng có thể là mua hàng hóa và dịch vụ trong toàn bộ hệ sinh thái Endurance này nhé, như là tên miền này, rồi là sản phẩm xã hội các thứ nhé.
thứ ba là đặt cược và quản trị này, và thứ tư là dùng làm phí gas trên cái hệ sinh thái này nhá. Từ những cái token Uniswap này thì mọi người sẽ có cái động lực để mà nắm giữ cái đồng này, cũng như nó sẽ được sử dụng nhiều hơn, từ đó thì nó có thể là có tiềm năng tăng giá tốt hơn, đúng không? Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với lại là cái phần tokenomics nhá. Tổng cung của nó sẽ là 147 triệu nhá. Và khi mà nó niêm yết lên sàn ấy thì sẽ có khoảng là 21.969.000 cái token, tương đương với lại là 14.95% tổng cung mã thông báo nhá. Thì mọi người chú ý cái số lượng mà list ban đầu này này để mà chúng ta có thể là căn cứ xem là với số lượng này thì cái cap của nó là bao nhiêu, chúng ta có thể định giá được rằng là như vậy thì có nên mua cái dự án này hay không. Rồi chúng ta sẽ đi đến với lại là phân bổ token nhé. Thì team sẽ là 15% này, investor là 22.5%, ecofund là 11.6%, incentive pool là 27%, treasury research là 9%, marketing là 3.5% nhé, Nexus Bond Europe là 3.4%, OKEX Zoom Star là 1% và Binance Law Pool là 7%. Rồi chúng ta sẽ đi đến với lại là cái lịch phát hành để mà chúng ta biết được rằng là trong cái thời gian đầu này những thằng nào sẽ là những thằng có token nhé. Ở đây thì mọi người sẽ có thể thấy rằng là Binance Law Pool này là 7% cộng với là OKEX Zoom Star là 1% là thành 8% này, đúng không? Tiếp theo là Investor. Cái dự án này thì nó lại trả cho Investor rất là sớm luôn, khi nó trả luôn 2.8% cho investor luôn này, cộng với là Ecofund này là 0.29 này, incentive là 2.3% và treasury là 0.9%, marketing là 0.53, Nexus Bond Europe là 0.13 nhé. Và nhìn vào cái lịch vesting này thì mọi người sẽ thấy rằng là có Binance Pool này, OKEX Zoom Star là 8% là sẽ dành cho cộng đồng, tức là mọi người có thể là stake để mà có thể nhận được cái token này, đúng không? Thì đó là lý thuyết thôi, còn thực tế thì cái lượng người dùng nhỏ lẻ như chúng ta thì sẽ nắm rất là ít để mà stake, đặc biệt là khi mà Binance vừa gặp cái sự cố vừa rồi thì nhiều người cũng đã bán BNB, và cả bản thân mình cũng vậy, mình cũng đã bán một phần BNB để chuyển sang ETH rồi, mình chỉ còn giữ lại một phần ít thôi. Do đó thì cái lần này thì mình stake cũng sẽ không được bao nhiêu, và nhiều người cũng sẽ như vậy. Với lại là trên sàn OKEX thì cũng rất là ít người nữa. Do đó thì cái lượng token ACE ở trong cái 8% này này, mình nghĩ là khả năng nó sẽ nằm trong tay phần nhiều là cá voi cá mập, những người mà những bên mà có nắm rất là nhiều những cái token của hai sàn này. Nên là lực giả từ những người đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta thì khả năng là ít hơn với cái dự án này. Còn cái chỗ Europe là 0.13 ấy, thì mình cũng không nắm được cái thông tin là nó sẽ Europe như nào, cũng như là khi nào thì nó sẽ có Europe, nên là cái này thì mình cũng không biết, không biết là nó có Europe và trả token trước khi mà list sàn hay không. Thì chúng ta cứ cho là nó có Europe đi, cái phần này thì cũng cho vào là cộng đồng đi. Nhưng mà khi mà Europe ấy thì chúng ta cũng không loại trừ cái khả năng là nó sẽ Europe cho người nhà, hay là bản thân dự án nó cũng sẽ có một số ví Europe ở đấy, chứ không thể nào nó lại tặng hết cho mọi người được, đúng không? Các dự án đa phần sẽ đều như vậy. Rồi còn cái phần marketing này, treasury, incentive hay là ecofund hay là investor ấy, thì cái này thì nó sẽ thuộc về team với lại là các cái nhà đầu tư, đúng không? Và cái nhà đầu tư ở đây thì nó có Binance luôn, nên là mọi người thấy rằng là khả năng là Binance sẽ cầm rất là nhiều token luôn. Thì lát nữa mình cũng sẽ nói đến cái này sâu hơn ở cái phần các quỹ đầu tư. Đó thì mọi người thấy rằng là đối với dự án này thì khả năng là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta thì sẽ có ít token, và khi mà có ít token đó như vậy thì khả năng là nó cũng sẽ được boom đấy, và đặc biệt là thị trường hiện tại thì cũng đang có cái sự tăng trưởng nữa. Do đó thì rất có thể là nó cũng sẽ đẩy luôn cái dự án này lên như những cái dự án mới gần đây. Nhưng đó là cái phỏng đoán thôi, chứ còn thực tế là chúng ta cũng sẽ phải là chờ đợi khi mà nó list sàn và chúng ta quan sát cái tình hình thực tế lúc đó nữa nhá. Và mọi người cũng chú ý là ở cái sóng đầu năm ấy thì những cái coin mới thì nó lại được đẩy, tại vì những cái nhà đầu tư thì họ đang đu đỉnh và nắm giữ rất là nhiều coin cũ từ lúc thị trường đi vào downtrend, đúng không? Nên là nó không dại gì mà nó đẩy coin cũ cả. Và lúc đó thì mọi người đã bị chia rất là nhiều tài khoản ấy, và rất là lo sợ, cũng như không biết rằng thị trường nó sẽ giảm đến đâu ấy, nên là mọi người không có dám mua coin mới nhiều. Thì lúc đó nó lại đẩy coin mới, và sau một thời gian nó đẩy coin mới xong ấy thì cái đợt vừa rồi mọi người lại đổ xô đi mua coin mới, và sau đó thì nó lại không đẩy coin mới nữa mà nó lại đẩy coin cũ, là vì mọi người thấy là đợt trước coin mới được đẩy
mọi người lại đổ xô đi mua coin mới và mọi người lại cắt lỗ hết coin cũ đi. Mọi người nghĩ là coin cũ chia nhiều các thứ, mọi người không có quan tâm đến coin cũ nữa ấy. Do đó thì coin cũ nó lại nhẹ và cái đợt vừa rồi nó lại đẩy coin cũ đúng không? Và khi mà nó đẩy cái coin cũ đợt vừa rồi ấy, thì mọi người lại chú ý đến coin cũ cũng như là những cái đồng coin low cap mà mọi người lại quên đi, cũng như là mọi người không dám mua nhiều những cái đồng coin mới lít sàn và nó lại đẩy luôn. Thì một số dự án low pool như Meme hay là Cyber hay là NTRN hay là cái dự án TA nữa đúng không? Mấy cái dự án mới lít gần đây ấy, thì nó lại tăng trưởng rất là tốt tại vì mọi người sợ, mọi người không dám mua sau cái đợt giảm vừa rồi. Và như lúc trước mình có nói, thị trường hiện tại thì cũng đang có sự tăng trưởng ấy, thì mọi người cũng đang kỳ vọng là sẽ có một cái mini uptrend trước khi mà có cái ETF spot của Bitcoin được chấp nhận ấy. Tuy nhiên thì hai ngày hôm nay thì có sự điều chỉnh của Bitcoin cũng như là Altcoin thì cũng có điều chỉnh theo. Nhưng mà hiện tại cái thời điểm mình làm video thì nó cũng có sự tăng trưởng trở lại rồi. Cộng với lại là cái thời gian mà nó long pull cái dự án này nó rất là nhanh, chỉ có 5 ngày thôi ấy. Nên là chúng ta cũng có thể là kỳ vọng là nó sẽ có cái sự tăng trưởng tốt ở đợt này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần chú ý đến cái kịch bản là khi mà mọi người lại đổ xô đi coin mới, mọi người nghĩ là nó tiềm năng ấy, thì cũng rất có thể là nó sẽ không đẩy mà nó lại xả trước khi mà nó đẩy đúng không? Tại vì mọi người đổ xô đi mua nhiều thì khi mà lít sàn ấy, mọi người sẽ có xu hướng là mua để đợi nó đẩy lên, thì nó có thể là xả lúc đó để cho mọi người và mua đi, mọi người đu đỉnh đi, sau đó thì để nó thả trôi, mọi người chán bán đi, sau đó nó mới đẩy sau. Như là cái đợt vừa rồi thì sao đúng không? Đó nên là mọi người cũng phải chú ý và chúng ta quan sát khi mà nó lít sàn nữa nhé. Chứ mọi người đừng có FOMO bất chấp thì nó sẽ rất là nguy hiểm luôn. Và từ cái lịch vesting này thì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ bắt đầu trả nhiều là từ tháng 11 năm 2024 nhé. Đây, nói chung là đến cuối năm 2024 nó bắt đầu unlock nhiều cơ. Thế do đó trong khoảng là một năm tới khi mà nó giá nó đẹp ấy, thì mọi người cũng có thể là cân nhắc mọi người gom cho uptrend cũng như là cho dài hạn cái dự án này nhé. Và ok, chúng ta sẽ đi đến với lại là những cái quỹ đầu tư đã đầu tư vào cái dự án này cũng như là cái gọi vốn của nó nhé. Thì cái dự án này nó gọi được số vốn là 6,6 triệu đô từ hai quỹ là Binance Lab cũng như là Funds Plus này. Thì Funds Plus này nó là một bên làm về game chứ không phải là các quỹ đầu tư vào crypto thông thường. Và do đó thì chỉ có Binance Lab là cái quỹ chuyên đầu tư vào crypto, đầu tư vào dự án này thôi. Và nó lại còn được low pool nữa. Do đó thì mọi người sẽ thấy rằng là khi mà token này có lợi thì Binance sẽ là cái thằng mà nó được hưởng lợi nhiều nhất đúng không? Và khi mà low pool cũng là cái lượng người mà giao dịch trên Binance vẫn là nhiều nhất ấy. Do đó ấy, thì ở Binance nó sẽ là cái động lực chính để mà đẩy giá cái dự án này. Thì chúng ta cũng kỳ vọng là khi mà Binance nó có nhiều nguồn lợi như thế thì nó sẽ đẩy giá cái dự án này để mà chúng ta có thể là đầu tư đúng không? Tuy nhiên thì phần thưởng không bao giờ dành cho số đông cả, nên là mọi người cũng cẩn thận và chúng ta chọn cái thời gian ra vào nó hợp lý nhé. Và cái cung lưu thông ban đầu khi mà mới lít sàn của cái dự án này ấy, thì nó sẽ là gần 22 triệu token đúng không? Và nếu như mà mọi người cho rằng là nó sẽ có giá 1 đô ấy, thì cap của nó sẽ là 22 triệu đô đúng không? Đó, nếu mà mọi người nghĩ là khi mà nó có giá 10 đô thì cap của nó sẽ là 200 triệu đô. Ở đây có thống kê về những cái dự án low pool trước đây ở trên sàn Binance ấy. Và cap hiện tại thì mọi người cũng có thể là tham khảo nhé. Đây. Thì những cái dự án gần như là Meme này thì là cap là 297 triệu. Nhưng mà lúc list sàn thì nó thấp hơn nhé. Đây là nó đã tăng trưởng rồi. Cũng như là Say thì Say nó là 516 triệu nhưng mà Say với Sui này nó to lại vì nó là cái dự án Layer 1, nó là con nền tảng nên là chúng ta cũng không thể nào so sánh được đúng không? Có những cái dự án thấp ở đây là những cái dự án nó đã cũ hơn ấy, thì mọi người cũng có thể là vào coin market cap để mà mọi người có thể là xem lại những cái dự án long pool mới đây khi mà nó lít sàn là nó có cap bao nhiêu nhá. Cũng như là chúng ta cũng có thể là xem cái dự án Big Time là một cái dự án làm về game mới đây đang được sự chú ý rất là nhiều mà mình cũng vừa nhắc tới ở đầu video á. Thì cái dự án Big Time này hiện tại đang có cái cap là 178 triệu đô nhá. Thì 177 triệu đô này là cái cap hiện tại ấy. Còn đâu cái vừa nói thị trường khi mà nó mới đi sàn thì nó cũng rất là thấp, nó khoảng là 33 triệu đô thôi. Đấy. Thì nếu mà cái dự án mà đang long pool ấy mà có cái cap ban đầu là 22 triệu đô thì cũng có thể, nhưng mà nó là rất thấp à. Nếu mà long pool thì Binance thì mình nghĩ nó sẽ cao hơn. Nhưng mà mình sẽ so sánh thêm một số dự án mà mới long pool gần đây để mọi người có thể là tham khảo nhé. Ví dụ là cái dự án Meme là cái dự án mới nhất đúng không? Và cái thời điểm cao mà khi mà nó mới đi sàn ấy
thì cap nó đã có thể là lên tới là 248 triệu rồi. Thì cái dự án meme này nó khá là hot. Thứ nhất nó về meme là cái bên đứng sau của nó là 9GAT ấy, nó cũng rất là mạnh và có nhiều người biết đến nữa, nên là cái dự án này thì nó cũng cap rất là to luôn. Rồi chúng ta sẽ đi đến với lại dự án TRN nữa, xem lúc nó mới list thì nó sẽ bao nhiêu nhá. Thì cái này là so sánh tương đối thôi, thì mọi người tham khảo thôi nhá, chứ không phải là mọi người căn cứ vào đây, tại vì mỗi dự án nó sẽ phát triển về một mảng khác nhau, cũng như là cái tính thời điểm nó khác nhau nữa. Thì cái dự án này lúc mà mới lên sàn thì vốn hóa vọng có là hơn 60 triệu đô thôi. Cái dự án này thì nó không quá nổi bật nên là nó rất là thấp. Mỗi dự án nó cũng khác nhau rất là nhiều ấy, nên là các bạn cũng có thể là tham khảo thôi. Còn đối với lại là cái token ACE này ấy, thì nếu mà khi mà lên sàn cap nó 21 triệu đô, 22 triệu đô ấy, thì là nó là giá 1 đô đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ cao hơn. Và nếu như mọi người cho rằng là cái dự án này nó có thể là đạt cái cap là 200 triệu đô thì giá của cái token nó sẽ có giá là 10 đô đúng không? thì đó là mình hướng dẫn mọi người cách mà mọi người tính thôi nhá. Còn đâu thì khi mà nó lên sàn như nào thì chúng ta mới biết được đúng không? Và mọi người căn cứ vào cách tính đó thì mọi người tự ước lượng cái cap cũng như là cái giá mà nó lên sàn cho mình nhá. Cộng với lại là khi mà lên sàn theo dõi tình hình cụ thể nữa thì mọi người sẽ có chiến lược là có nên đầu tư hay không nhá. Ở đây thì cái thời điểm bây giờ thì nó còn rất là sớm để mà có thể là quyết định là việc đầu tư không, và mình chỉ có phân tích cũng như là đưa đến những cái thông tin cho mọi người từ những cái dữ liệu hiện tại thôi, thì mọi người cũng thể áp dụng để mà chúng ta phân tích khi mà nó lên sàn cũng như là khi mà chúng ta phân tích các cái dự án về sau nữa nhé. Và mọi người nghĩ rằng là cái dự án này thì nó có thể là đạt giá bao nhiêu khi mà lên sàn thì mọi người để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video để mà chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Rồi vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nói qua về cái dự án Fusionist này rồi, với mã thông báo là ACE. Thì mình nói tập trung vào cái phần tokenomics cũng như là chia sẻ với các bạn thôi. Còn đâu thì những cái thông tin về dự án thì mọi người có thể là tìm hiểu ở trên trang chủ của nó nhá, cũng như là trên Twitter và trên Binance Research nữa, thì nó cũng có rất là đầy đủ luôn, thì mọi người có thể vào đây mọi người tham khảo nhé. Những cái này thì là những cái mà dự án nó cho mọi người biết rồi, nên là chúng ta đọc tham khảo thôi. Còn đâu thì chúng ta khi mà đầu tư ấy, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu những cái khía cạnh khác, chúng ta phải tìm hiểu về tokenomics như lúc nãy mình có nói, cũng như là mình phân tích theo là đầu tư vào những dự án như vậy thì đứng sau nó là ai, cũng như là những cái khả năng nào nó có thể xảy ra khi mà nó được đầu tư bởi những cái bên đó, những cái quỹ đó, những cái bên nào thì sẽ support cho nó để mà có thể là đẩy giá nó nữa đúng không? Đó, thì đó là những cái mà chúng ta sẽ cần phải chú ý đến. Chứ còn nếu mà nói là chúng ta học thuộc về nó là gì hay là nó như nào thì cái này nó chúng ta chỉ xem qua để chúng ta biết là nó làm về cái gì thôi đúng không? Thì như lúc trước mình có nói, game hiện tại thì cũng đang được chú ý rất là nhiều, nên là mọi người cũng không thể nào mà bỏ qua cái mảng game ở trong cái danh mục đầu tư của mọi người được nhé. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Mọi người có đóng góp gì về cái dự án này thì hãy để lại dưới phần bình luận của video, cũng như là mọi người đừng quên ấn like video cũng như là ấn đăng ký kênh để có thể đón xem những cái video mới nhất từ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.